Nãy giờ trời đất ơi, làm không công các bạn ạ. Lại chỉnh lại graphic. Có muốn không? 900. Xếp. Rồi, qua lại game. Đỡ tay ấn nhầm phát. Trả giá luôn. Hy vọng lần này nó đã loát rồi cho nên là nó sẽ loát ra nhanh hơn tí các bạn ạ. Ôi lại hút cần hút cỏ, chán thế cơ chứ. Rồi, mình sẽ tua qua đi nhá. Rồi, giờ thì e lại nè. Lại ngắm ba con bướm lại. Fuck. Quickly. Vô lý nhỉ? Nãy 30 độ giờ lên 53 độ á. Kỳ quặc vậy. Mỗi lần đăng nhập thì nhiệt độ lại tăng khác nhau à? Khung cảnh cũng khác luôn các bạn ạ. Có thêm vài con gì nữa kìa. Vậy là mỗi lần chúng ta vào game này thì mọi thứ nó lại thay đổi một chút rồi. Thú vị đấy đúng không nào? Cái này mới đúng kiểu là một tựa game phiêu lưu. Mỗi lần chúng ta vào game thì nó lại thay đổi, tạo chúng ta những cảm giác mới lạ. Rồi, tua. Cái gì đây? Scan, à, thiết bị scan của chúng ta các bạn ạ. Cái này là cái gì? Mini BM. Hình như quá nóng các bạn ạ. Chúng ta phải đi làm một cái gì đó. Phải làm gì giờ? Nóng quá, nóng quá. Nhiệt độ có vẻ đang tăng rất cao. Cái gì vậy? Ê xô xui. Chế tạo đồ à? Chết rồi, nóng quá rồi, phải làm sao đây? Mình cần làm một cái gì đó, không thì chết cháy mất. Phải làm sao nhỉ? Ăn trưởng rồi, ăn trưởng rồi. Ôi xong, sau này cũng không về rồi. Xui chả thật. Rồi phát chết thui luôn. Cái gì vậy? Rồi, máu tụt kìa. Cố lên nào. Hy vọng kia là một cái chỗ chúng ta có thể trú ẩn. Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Come on, come on, come on, come on. Come on. Đúng rồi. Đây là một chỗ trú ẩn của chúng ta các bạn ạ. Ở đây đợi nhiệt độ nó hạ xuống. Rồi, sống rồi, sống rồi, sống rồi các bạn ơi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ ra và coi lại phần graphic option một chút. Thôi thì đừng có động vào nút reset default nhá. Nếu các bạn có cái màn hình có resolution cao thì không nói làm gì. Nhưng mà resolution thấp như mình ấy thì đừng động vào nó. Mất công ra điều chỉnh lại, thế nào. Còn general option. Mouse smooth. Mouse smooth. Sensitivity. Apply đâu nhỉ? Rồi. Mouse smooth. Nó giống kiểu như là motion blue ấy. Cái này tăng lên một tí nhá.
hơi chậm. Motion blue à, mày láo này. Apply. Này tăng lên 15 đi. 17 18 đi. Vẫn hơi chậm nhỉ? Tăng lên thì nó lại nhanh quá. Rồi, tạm ổn đấy. Tiếp theo nào. Control. Nãy giờ mình chả biết ấn nút gì cả. Melee, scan, scan ấn nút C à. Scan sẽ là cái công việc chính của chúng ta trong tựa game này các bạn ạ. Đi khám phá hành tinh mà. Di chuyển. Bơi lên, bơi xuống. Interact. Player. Deconstruct. Melee. Action tools. Active zone mode. F à. Ra ngoài đi nhỉ. 40 độ các bạn ạ. Nắng ghê cơ chứ. Nắng cháy da cháy thịt. Nắng như Hà Nội Sài Gòn vậy. Trong đây có cái gì để nghỉ không nhỉ? Cái gì ạ? Mình vừa tắt cái gì ạ? Màu 3 á? Màu 3 là gì? Màu 3 là cái gì vậy? Rồi. Thay nút. Cái này sẽ là màu à? Đã là màu rồi thì thăm đi. Màu 4 à? Màu 3 là cái thăm button. Thì cái này để thăm nút gì nhỉ? Mình sẽ để nút thăm bên trên chuột nhá. Chuột mình có hỗ trợ hai nút thăm ở bên hông. Ra ngoài chưa nhỉ? Ui, vẫn nóng lắm. Này đợi đến bao giờ thì nó mới hết hạ nhiệt độ? Cứ đợi thế này nhá. Khi đối thì nghe một cười. Chán nhỉ. Vẫn nóng hổng. Thôi thì cứ đi ra lát nữa chạy vào vậy. Gì vậy? What the fuck? Tới đi em ơi. Cái này là cái gì vậy? Mình sẽ bắn hạ nó. Ồ, bay được rồi. The fuck? Mày hả bởi đừng có láo với anh. Ai mày này. Hả? Ôi, quay lại. Cái của nợ bay vòng ngoài đó là gì nhỉ? Nó đồ đấy nó bắn mình quá. Game này là game thể loại khám phá mà, cho nên là đương nhiên rồi. Đầu game chúng ta sẽ phải dần dần làm quen với cái lối chơi của nó, cho nên là mình vẫn chưa biết tí gì cả.
Hơn nữa nãy giờ còn chuồn chuồn ở trong cái nhà di động nữa. Scan à? Ấn C đâu có được không nhỉ? Belly được quy. Akitus. T. Hai con của đỡ vẫn bay bên ngoài các bạn ạ. Thế rồi, gây sự rồi. Gây sự nhầm người rồi. Gì à? Kiếm Sulfurin. Rồi, nó không bay theo mình nữa các bạn ạ. Ê. Rest more. Đây, nó trôn. Cái này là bắn hỏng không ạ? Sorry. What the fuck, bắn mấy cái nấm rồi mà nó không chơi mình luôn. Lại bị truy nã 30 giây. Làm sao rồi nhỉ? Mình chỉ muốn ấn thử nút gì đó để scan thôi mà. Mà scan đâu có được. Ôi, oh, nó vào trong đây rồi đó. Đi ra đi anh, đừng ngại. Ra đi, ở kia. Trong đây không bắn mình được các bạn ạ. À, cái nào mà nó nở thành màu thế này thì tâm thu hoạch được các bạn ạ. Nó phát sáng thì mới được cơ. Nhà này là gì nhỉ? Ơ? Lan can không xài được à? Cái gì đấy? Ôi! Mất một cục máu luôn. Cái nhiệt độ thiêu cháy chúng ta. Lên trên được nữa các bạn ạ. Cái gì ở đây vậy? Chả có gì hết à? Really? Cái gì đây? Ui, nhiều chữ nước ngoài quá. Không phải chữ chuyên ngành IT đã cho nên là mình chịu thôi. Không có thể dịch được.
hiểu đại khái là cái máy scan chúng ta đã bị hỏng các bạn ạ. Và chúng ta phải làm cái deck gì đó để sửa chữa nó. Chết nhá. Tìm mấy cái hòm xem có đồ gì không vậy? Nhặt rác à? Ủa, cứ nhặt vào đây. Chúng ta vừa bật cái máy gì đó các bạn ạ. Save game, vừa bật máy gì đó. Vào cho nhiệt độ nó hạ xuống đã. Xong rồi đi tiếp. Virus by shooting small rock. Small rock. Phá mấy hòn đá là được cái Feridus. Feridus là cái dùng để sửa cái máy scan chúng ta thì phải các bạn. Rồi. Cái bên multi lock rồi. Scan pass 34 hoặc 75. Đi bắn đá các bạn ơi. Hy vọng là không có cái con gì bay bay đến nữa. Cái gì vậy? Ui á. Cơ này. Sửa rồi các bạn ơi, sửa rồi. Scan, được rồi. Yeah. Cái gì đây? Để thu hoạch, lấy về. Bây giờ sắp đến ban ngày à đâu, sắp đến ban đêm nhỉ? Ban đêm thì thời tiết nó sẽ giảm xuống, lúc đó tôi sẽ đi được xa hơn. Thu hoạch được gì rồi này? Có cái gì bên kia vậy? À chưa. Nãy sao nãy mình thấy mấy hòn đá phát sáng rồi nhỉ? Thôi rồi. Về giải nhiệt tí đã. Cuối cùng mình cũng mò được cái gì đó. Rồi, đi tiếp nào. Đêm rồi. Nhiệt độ vẫn không hạ à? Đẹp không được các bạn ơi. Huỳnh quang. Ánh sáng huỳnh quang. Đây, mình sẽ tới điểm kia. À, bọn nào kia. Hai. Cái gì này? Cái gì vậy? Thôi đi nào, đến thẳng cái điểm kia đi. Trước khi bị tiêu chết.
anh em. Trông có vẻ sao quá. Ơ, sao mình có con nó 50 50 nhịp tim đi kìa. Thế sao? Máu đấy các bạn ơi. Nhưng mà để mình xem. Đây, cái này. Cô 2 này. Đúng rồi, đúng rồi. Đây gì cơ. Chúng ta đi đường, chúng ta thu thập những cái này được bằng những cái, từ những cái cây nhá các bạn. Sau đó thì cái máy trên lưng chúng ta nó sẽ chuyển hóa thành cái năng lượng mà chúng ta cần. Ủa nào, gần tới rồi. Gần tới rồi các bạn ơi. Âm nhạc như này là mình nhớ tới cái bộ phim Cuộc Chiến Luân Hồi. Các bạn có thể xem được bộ phim đó trên bất cứ đâu cũng được nhá. Mấy cái trang phim á, các bạn có thể dò cái bộ phim Cuộc Chiến Luân Hồi của Tom Cruise. Rất là hay các bạn. Một con thuyền khác. Tìm kiếm gì đó nào. Cái gì đấy? Cái này bị khóa rồi à? Thiếu coban. Chúng ta phải tìm coban để sửa chữa nó các bạn ạ. Con tàu có radar. Cái này có lẽ sẽ giúp chúng ta đi sang hành tinh khác. Rồi sao? Ấn nút gì đây? To grasp the ship, the control relic to my talk. And I can only assert belong to me, but I have no memory of it. No sense of before. Ủa sao? Đưa luôn rồi à? Đợi khắc. React to my thoughts. Ok à. React to my thoughts. Chúng ta phải ấn một cái gì đó mà. Ở đây mình không biết ấn gì cả. And I can only accept this belong to me, but I have no memory of it, no sense of before. Red lock, what the? Vãi lúa cái game này. Làm mình cứ tưởng nữa, ấn vào đây các bạn. Cái gì đấy? Zoom này. Restore bone set. Bây giờ phải kiếm cái gì đó sửa cái này đã. Coban là cái gì nhỉ? Cái gì vậy? Starship. Chúng ta phải tìm đồ để sửa con tàu chúng ta các bạn ạ. Đây là HS Metal Platinum. Sử dụng scan để
tìm kiếm. Hát kìa. Hydrogen crystal. Không phải cái này. Là nguyên liệu khác. Cái gì này? Đi thu thập các bạn ạ. Sodium. Sodium là cái khỉ khô gì đó. Ồ, hòn đá to nhỉ. Sao lại thu hoạch nó? Oxygen. Cái này để thở ấy. Thu thập metan platin. Vấn đề nó là cái gì và vấn đề làm sao thu hoạch nó và ký hiệu của nó trên bản đồ là gì. Cái này có lẽ chúng ta phải tự nghiên cứu các bạn. Carbon này. Các bạn để ý cái phần repair kìa. Full ferrite and dehydrogen jelly. Chúng ta phải kiếm được hai cái đó thì chúng ta mới sửa được cái này các bạn ạ. Cũng như cái bên này cũng vậy. Là hermetic seal với cả metal platin. Mình không biết hai cái đó là đâu. Và hai cái đó là cái gì trong cái bản đồ này. Scan đây thì bật lên được rồi. Nhưng mà nó là cái gì? Hay là nó phải kết hợp các cái nguyên tố với nhau nó mới ra. Ui thế thì phức tạp lắm nhá. Hydrogen. Đây rồi, dihydrogen là mấy cái này này các bạn ơi. Là H. Là cái nguyên tố H màu xanh trên bản đồ nhá. Dihydrogen. Các bạn để mình gắn lại xem nhá. Nó không phải, jelly. Dihydrogen jelly cơ. Súng của mình hết hạn rồi. Được khác à. Làm thêm carbon. Này là nhiệt lượng oxy. Bơm bên nào. À, đây. NaC cộng. Ồ, cái gì á? Qua coi thử nào. Biết đâu là cái chúng ta đang cần tìm. Cái gì đấy các bạn? Coban đó. Nó sao lại thu hoạch đấy nhỉ?
Đùa. Chết bu rồi. Ấn cái gì ấn nhầm rồi. Lá gì kia ta? Ai ơi. What the fuck? Đùa à? Oxygen. Con gì kìa? Con này là con vật đầu tiên mình tiếp xúc trong game này từ khi tướng chơi đến giờ ấy. Có vẻ nó khá là hiền lành. Chúng ta chạm được vào nó các bạn ạ. Bạn nghe làm cái gì đó kìa. Ban. Có phải vừa rồi thu hoạch được không? Oh fuck. Ê ra đây nào. Đứng lại, đứng lại. Để tao với. One request. Bắn chết bên. Đây rồi. Ai. Ồ, cái gì đấy? Dehydrogen. Sorry. Mình lại quên hai nguyên tố mình cần tìm rồi. À đây, à đâu. Dihydrogen là đúng nhưng mà phải là dihydrogen genly cơ. Nhưng mà nó là cái quái gì? What the fuck? Apo filter là cái quái gì? The hell. Ố, có con cua này. Carbon request. Giờ tự nhiên có của nợ này nó bay theo mình. Bơm tìm máu đã. Đi đâu để tìm nguyên liệu đây? Sao đây nhỉ? Ra là vậy. Để giết mấy con vật này chúng ta sẽ được khoáng thạch mới à. Carbon này là phục vụ cho cái tia laser chúng ta nhé các bạn. Wow. Giờ chúng ta có thể đi ra khỏi xa tàu thoải mái rồi. Khi mà chúng ta biết những nguyên liệu chúng ta cần. Oh shit. Lại gây sự với hủi rồi. Nice. Nice. Đau nha mày.
anh luôn. Rồi, nó đã bị truy nã trong mấy giây rồi. Hy vọng là không có nhân vật nào tới nữa. Oh shit. Trốn thôi. Thôi, tha cho tao. Tàu của mình ở đâu nhờ? Chết rồi. Where my ship? Hai củ nợ này cứ bay theo mình các bạn ạ. Quét cái gì mà quét? À! Fuck! Xong rồi. Chạy nhanh. Hả? Cái gì vậy? Carbon crystal. Đá carbon này. Ô, cái gì đây? Ây! Ô, thầm à? Cô ban này. No. Ây! Fuck! Ngon này theo tao. Xuống đây. Sợ mày chắc. Ây, cái gì vậy? Chúng độc các bạn ơi. Ôi xong, chết rồi. Chúng ta sẽ bật lì này các bạn ơi. Ở dưới đây còn kẹt với hủi nữa. Fuck. 9 độ C. Bắn cái đéo thôi mà bắn. Tha cho tao đi. Chuẩn à. Tàu của mình ở đâu nhỉ? Không khai thác được. Tàu của mình ở đâu? Mình muốn về tàu. Trời ơi. Xin lỗi nhá. Cho chúng ta một khoáng vật gì đó mà mình đã biết là gì cả. Này thì là carbon. Ồ. Oh. Repair, how to repair? Cái nào để sửa vào? Không. Lại là nó.
Giờ thu hoạch mấy cái này nhỉ? Cua ferry. Khó hiểu quá. Có lẽ phải chế các bạn ạ. Mà sao lại biết công thức chế nhỉ? Nó giống như kiểu chế đồ trong mấy tựa game game nhập vai ấy. Cứ chạy tìm tìm những cái món đồ như vậy thế này thì nó vô vọng quá. Chạy từ nãy giờ gần như chả được kết quả gì cả. Metan, platin. Này nâng cấp cái bệ phóng của chúng ta các bạn ạ. Full energy. Giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi. Starship Avenger. Quay về con tàu chúng ta à? Quay mai tàu. Bây giờ mình mất dấu con tàu mình luôn rồi. Fuck. Quay gương tới đâu đó. Đây là đâu? Có một cái căn cứ ở đây đấy. Sao mình scan thì nó không thấy nhỉ? Fuck, chiếu ngươi nhau à? Hay là phải lên đây? Trèo lên đó. Sao lại lên? Ok thôi. Cái gì đây hết à? Ai? Đây coi, thử repair coi. Starship. Có điểm này là quay lại con tàu chúng ta cơ. Ở đây chỉ là một cái nhà nhỏ đó thôi. Nhưng mà đây giống cái máy chế biến quá nhỉ? Hematic cell. Ơ, mình được một cái hematic cell à? Được kìa, được một cái hematic cell rồi. Giờ tìm metan platin thôi. Hay quá nhỉ. Bây giờ chúng ta phải tìm đồ trong mấy cái phi thuyền trong mấy cái phi thuyền bỏ hoang này à? Nó không ghi nơi ở đâu tìm thấy những món đồ này cho nên là mò nó mệt quá các bạn ạ. Bây giờ là metan platin thì nó ở đâu? Và metan platin là cái gì? Có gì thu hoạch ở đây không? Có lẽ là không rồi các bạn ơi. Ui! Scan phát. Metan, platin. Đây chúng ta phải tìm một cái căn cứ khác như thế này nữa thì mới có thể đó là có hy vọng có được món đồ chúng ta cần. Chứ thu hoạch mấy cái này thì gần như chả có tác dụng gì.
tàn phân thôi. Oxygen. Sodium. Cái gì đấy? Lý ra là mày. Không chết. Ôi, hành tinh này to quá. Ôi, no. Not again. Thoát rồi các bạn. Oxygen này. Chúng ta có thể tìm được rất nhiều những nguyên liệu này cho chúng ta chạy cả ngày. Chẳng lo lắng gì cả. Chỉ cần bấm X, sau đó thì Q xong đây. Bấm F để dùng. F phát là đầy. Đầy năng lượng để chạy. Giờ nó sao là tìm lại con thuyền chúng ta nhỉ? Gì vậy? Lại là cái hấp dẫn thật. Game này mình có thể ngồi cả ngày đấy. Thu thập nhiên liệu, khám phá thế giới. Bảo sao các player khác có thể ngồi tận mấy chục tiếng một ngày trên cái tựa game này. Bộ đồ chúng ta quá nóng rồi. Còn 50%. Ô, kia như có một căn cứ vậy. Quá nào. Chúng ta vừa đến được một địa điểm mới các bạn ạ. Nhạc thay đổi rồi. No. Căn cứ mình vừa thấy đây đâu nhỉ? Đâu rồi? Nhìn hoang mắt à? Phải có chứ nhỉ? Chắc là bên phải hay bên trái gì đó thôi. À kia rồi. Gì vậy? Một căn cứ mới. Vào nào. Wow. Có thu hoạch được gì không? Bên này thì có lẽ là không rồi. Sang bên kia đi.
đây. Ý. Được gì ấy? Hematic cell. Ờ, có rồi. Xem game này các bạn. Mình sẽ lục mấy cái xung quanh này xem có gì không. Cái này là cái gì vậy? Oh. Dehydrogen. Oh, có người khác này. Chào. Chào dê. Đây chắc là một cửa tiệm bán gì đó các bạn. Có mua cái mình cần không? Chúng ta chỉ có 54 cái native cluster. Đây có lẽ là hệ thống tiền tệ trong đây các bạn. Mà chúng ta đã mua được cái gì hết. Ok, fine. Tạm biệt. À đâu. Đặt thế. Cái chúng ta cần không nhỉ? Coban Miro. Không có các bạn ạ. Heratic Shell. Give Carbon. Thu hoạch carbon bán được các bạn ạ. Đúng rồi, ra thu hoạch carbon là bán được. Chúng ta lên được 79 tiền rồi này. Này, lấy carbon luôn này. Ờ, thu hoạch mấy cái cây cũng được này. Mua được cái gì đó này, Advanced Mini Laser. Mua luôn. Trang bị cho súng của chúng ta. Mini Laser, rồi sao? Ta bắn thử phát nhỉ. Xem nó có gì mới không. Mạnh hơn hay sao? Không có thuyền. Bán đồ. Shell nó bán mà. Sao lại bán cái này của mình nhỉ? À đây. Sodium. Ui, bán được nhiều tiền nữa các bạn ơi. Những cái gì chúng ta không dùng thì chúng ta có thể bán đi nhỉ? Hematic shell phải giữ lại. Cái này để dùng để nâng cấp cái gì nhỉ? Cái bệ phóng trên lưng của mình. Cái gì không bán thì không dùng các bạn có thể bán đấy. Oxygen dùng để thở không thể bán được. Oxygen bán được nhiều tiền không? Nguyên liệu đắt. San. Cát. Ở đấy.
carbon. Carbon thì dùng cho súng của chúng ta, đừng có bán nữa các bạn. Micro processor là cái gì thì mình đã biết. Mấy cái này nghe có vẻ quý quý, coban. Booster metan. Dihydrogen. Cái này lấy từ mấy hòn đá đúng không nhỉ? Ui, hát lấy từ mấy hòn đá này, bán đi. Mấy hòn đá kiếm dễ. Rồi vậy thôi. Chúng ta được một đống tiền tệ gì đó kìa. Cái tiền này xài đâu nhỉ? Quay lại nào, xem mua được gì không. Ai rồi? Hematic shell. Đắt quá. Đợi tí nhá. Metan plating. Wolfini. Ferry. Dihydrogen jelly. Ở đây thì nó không bán rồi. Không có bán mấy cái cùng tên các bạn ạ. Nó chỉ bán đúng cái hermetic shell thì cái này mình có rồi. Chán gì? Ta phải đi kiếm à? Gì vậy? Charger Network. Ồ, đây này, Metan Platinum này. Phải đi đốt này, ồ. Còn một cái gì nữa nhỉ? Đúng rồi đấy. Starship Outrunner, ok, giờ lại phải quay lại tàu à? Tàu mình ở đâu? Nó sao là tìm lại con tàu của mình nhỉ? Ơ, có súng gì đấy? Súng mới các bạn ạ. Sao lại giống? Slot. Ê, đang ấn mà. Thế nào để lấy cái này ấy nhỉ? Thôi chẳng được, đi thôi. Bây giờ thì tàu của mình ở đâu? Scan không thể nào scan thấy con tàu của các bạn ạ. Bây giờ chúng ta ở quá xa con tàu của chúng ta rồi. Starship Outrunner. One question, where is my tàu? Có đi nhờ đâu? Chẳng có con thuyền ở đây, con tàu nào ở đây chúng ta đi nhờ. Có một cái điểm đến gì đó trên bản đồ các bạn ơi. Đó. Rất xa các bạn ạ.
chạy không biết bao giờ mới tới luôn. Rồi, mất dấu rồi. Cái địa điểm mình đang chạy tới. Ở đây. Không phải. Chưa. Ô, ô. Vãi lúa. À, chưa được. Cứ tưởng sẽ ngã sát màn hình cơ. Đến vùng mới rồi. Quá các bạn ơi. Chúng ta đã chạy bộ 800 U. Đây là có lẽ đơn vị đo độ dài trong cái game này. Chưa đấy. À, cái gì vậy? Tí cho nó khỏe mạnh nhỉ, oxygen. Xa quá. Cố gắng lên nào. Yeah. Thằng đéo nó có bay xung quanh đít gì nhỉ? What the fuck? Ui, mấy cái này lát nữa đem bán các bạn ạ. Được nhiều tiền lắm. Trên đường gặp cái gì thu hoạch cái đấy. Đặc biệt cái oxygen ấy. Bán được giá. Chết rồi, nó phát hiện mình rồi. Điểm đến mình đang đi đâu nhỉ? What the heck? Lại mất dấu rồi. Ở đâu ta? The fuck? Đúng không? Cố lên nào. Nơi đây làm vận động viên Việt dã. Ô, của nợ nó vẫn bay sau đít mình à? Nó giống như kiểu bảo kê của cái hành tinh ấy. Cảnh sát của hành tinh thì đúng hơn là bảo kê. Nhiệm vụ của nó là trông chừng các sinh vật khác không được chúng ta phá hoại.
oxygen. Sao á? Làm tí năng lượng. Haha, gần tới rồi. Mình đang rút ngắn dần khoảng cách. Ui ơ, có cái gì ở kia đấy kìa. What the fuck? Chết đi mày. Ai à, nữa. Ôi, không giết động vật. Mặc dù giết bọn nó cũng được nguyên liệu gì đó để bán. Đang yêu hòa bình, thu thập cây cỏ, đá khí các thứ rồi. Giết tội nó. Có cái gì à? Cái này là cái gì vậy ta? Nó chỉ là một cái di tích lãng quên thôi các bạn ạ. Không gì đấy. Nó từng là một cái nơi gì đó. Nó đã bị sụp đổ rồi. Ồ, một cái hang. Có phải là vào cái hang đâu nhỉ? Gì vậy? Cô ban. Platinum. Không phải cái hang này đâu. Mình nghĩ là nó đằng sau cái hang cơ. Carbon lại xịn cho laser chúng ta đây. Sorry. Just kidding. Chạy anh em ơi. Tiếp tục di chuyển. Địa điểm cần đến là ngay trước mặt rồi. Đó, mình mất dấu rồi. Ở đâu nhỉ? Đó, địa điểm đến, địa điểm mà anh đến đâu? Hình như là sau ngọn núi này mà nhỉ. Kìa rồi. Anh thử quạt trên tí.
Mỗi lần nhạc thay đổi nó lại có thêm tí cảm xúc các bạn ạ. Nhanh nào, có phải con tàu của chúng ta các bạn ạ? Nó là địa điểm mới thôi. Còn bây giờ cách làm cách nào tìm con tàu của mình chắc mình chịu chết thôi, không biết nào nào cả. Đây. Có cái gì đó ở đây. Chibuti develop á, rồi đi. Đây chỉ là một cái đài tưởng niệm rồi. Chu Franet Devok Chibuti. Chỉ là một cái đài tưởng niệm thôi các bạn ạ. Và chúng ta sẽ làm một vài hành động gì đó để tưởng nhớ họ. Tháo mũ hay là bắn súng lên trời gì đó. Mình tưởng là sẽ có thu hoạch gì ở đây cơ. Sẽ là chúng ta đi một chuyến vô ích rồi. Bây giờ thì thế giới bao la. Cái đâu là nhà. Thu hoạch carbon. Scan phát cuối nào. Xem có phát hiện gì không. Thôi rồi. No hope rồi. Làm thế nào để tìm lại con tàu của mình thì mình chịu chết thôi. Lẽ bây giờ chỉ có ALT4. Mình sẽ dừng cái video trải nghiệm game No Man's Sky Next ở đây. Có thể nói thế nào nhỉ? Lần đầu tiên mình chìm vào một trong cái thế giới game lâu như vậy. Mục đích của mình đơn giản chỉ là vào review cho các bạn coi một chút về hình ảnh đồ họa game thôi. Nhưng mà gần như khi mà trải nghiệm cái tựa game này thì mình đã quên luôn cả cái vấn đề về thời gian. Mình cứ thế mình khám phá, mình tìm tòi mọi thứ. Thật sự là nó rất là cuốn hút mình. Đây mình đánh giá khá là một tựa game rất là hay. Các bạn hãy download về để chơi nhé. Giờ thì mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download và cài đặt cái tựa game No Man's Sky Next rồi. Tựa game rất là tuyệt. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like và Facebook để có thể cập nhật những cái game mới nhất mình chia sẻ nhé. Tạm biệt mọi người.